Trị mụn ẩn và mụn đầu trắng tại nhà rất là đơn giản, mà Duy nghĩ rằng là ai mà đang bị mụn ẩn và mụn đầu trắng khi xem video này thì bạn có thể tự tin tự điều trị mụn của mình tại nhà một cách an toàn. Mụn đầu trắng hoặc là mụn ẩn là một trong những cái loại mụn mà thường gặp ở những người có làn da thiên về dầu. Thiên về dầu ở đây có nghĩa là da hơi dầu nè, hoặc là da dầu nhiều. Và chính vì bã nhờn tiết ra quá nhiều kết hợp với lại sừng chừng chết nhiều trên da tạo nên cái nhân mụn, và có thể là mụn đầu đen, mụn đầu trắng hoặc là mụn ẩn. Và ngày hôm nay thì Duyên sẽ chia sẻ đến mọi người cách điều trị mụn ẩn cũng như là mụn đầu trắng tại nhà, để mà mọi người biết cách tự xử lý tại nhà mà không cần phải quá nhiều tiền đi spa. Một số người thì khi mà bị mụn á, nghĩ là mình có điều kiện cho nên là mình đầu tư những cái bộ mỹ phẩm rất là đắt tiền về nhà bôi. Và trong cái mỹ phẩm thì mọi người cũng biết rằng là ai cũng viết hay cả, ai cũng nói rằng tác dụng thần thánh cả, nhưng mà sau quá trình bôi thì thấy không có đạt kết quả như mình mơ ước. Vì vậy cho nên là trong cái video này Duyên sẽ hướng dẫn cho mọi người ha. Trước khi đi vào tư vấn cho mọi người thì Duyên sẽ chia sẻ với mọi người một cái hình ảnh mà khách hàng họ gửi cho Mỹ Duyên, nhờ Mỹ Duyên tư vấn cái cách điều trị mụn ẩn cũng như là mụn đầu trắng tại nhà, thì giúp cho các bạn hình dung ra thì là da mình có như thế này hay không nhé. Đây, đây là một cái hình ảnh mà bạn này đang bị mụn ẩn nè, mụn đầu trắng nè, một số thì đang viêm nhẹ. Vậy thì với cái trường hợp mụn này á, mình có nên lấy nhân lên hay không? Thì bạn biết là nếu mà những ai đã từng đi khám bác sĩ thì bác sĩ thường họ không khuyến khích mình lấy nhân mụn lên, bởi vì mọi người thấy là bác sĩ á, họ không có đầu tư những cái giường đúng không? Họ không có đầu tư kỹ thuật viên để lấy mụn, mà bác sĩ thì chẳng bao giờ chẳng bao giờ là ngồi để lấy mụn mụn cho bệnh nhân cả. Cho nên thường thì họ cho một cái toa thuốc, trong đó là gì, nhiều cái loại thuốc kháng sinh mình uống lao vô trong người nó rất là nóng. Một số người là đang trong cái thời gian là gì, sinh con, trong cái được đông trong cái lứa tuổi sinh con á, thì uống cái thuốc đó rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến cái tình trạng là quái thai nữa. Cho nên là ngày nay thì cái việc mà uống những cái loại thuốc đó người ta hạn chế, và người ta ưu tiên các cái phương pháp điều trị ngoài da. Và đây cũng là lý do mà tại sao nhiều cái chuỗi spa ra đời và phát triển như vậy ha. Vậy thì đối với cái trường hợp mụn này á, thì cho dù bạn có bôi bất kỳ một cái sản phẩm gì ở ngoài da thì nó chỉ giảm thôi ho, nhưng nó không có điều trị triệt để. Bởi vì cái vấn đề ở đây là vấn đề bị tắc nghẽn các bạn. Có nghĩa rằng là gì? Cái nhân mụn trứng cá nó được hình thành nha. Nhân mụn trứng cá nó khác so với mụn trứng cá nha. Nhân mụn trứng cá nó bắt đầu hình thành từ những tế bào chết nằm ở bên trong nang lông, và kết hợp với đó là bã nhờn tiết ra nhiều, và hai cái chất này khi mà nó gặp nhau, nó quấn lại với nhau, nó tạo thành một cái hỗn hợp, và cái hỗn hợp này theo thời gian nó quấn lại, nó đặt lại, nó cô đọng đặt lại, nó sẽ thành một cái cục nhân màu trắng. Cái cục này nó như là một cái hạt gạo, mà gạo lứt á mọi người, cái hạt gạo rất là nhỏ ha, và nó nằm ẩn ở dưới da. Và khi mà nó nằm ẩn dưới da như vậy thì một số nó ngoi lên trên bề mặt da, nó gặp không khí nó bị oxy hóa, hay còn gọi là quy trình polymer hóa, và lúc này mọi người thấy cái đầu của nó màu đen, gọi là mụn đầu đen. Một số khác nó không ngoi lên được trên bề mặt da, nó nằm nấp ở dưới da thì gọi là mụn đầu trắng ấy, và lúc này mọi người sờ vào thấy nó cộm cộm thôi, nhưng mà mình không thấy cái đầu của nó đâu cả. Vậy thì đối với những cái mụn này, các bạn phải khai thông cái mụn đi, có thể tự lấy tại nhà. Và lưu ý, nếu các bạn tự lấy tại nhà, thứ nhất tay của các bạn phải được vệ sinh trước khi lấy mụn. Thứ hai, những cái dụng cụ mà các bạn dùng để các bạn chích vào cái đầu mụn này á, thì các bạn phải diệt khuẩn đi trước khi mà các bạn xử lý nha, để nó đảm bảo cái vệ sinh an toàn cho mình. Và khi mà bạn lấy thì bạn dùng cái dao, mà cái dao y tế, cái dao lấy mụn á, bạn châm lên những cái đầu mụn xong bạn ấn nhẹ nó ra. Bạn ấn nhẹ nó ra như thế này, bạn lấy lên. Và có thể là khi mà bạn xử lý tại nhà, cái việc mà lấy lên nhân mụn nó không có triệt để giống như bạn đi đến spa đâu. Nhưng mà nếu mà cái điều kiện dịch ngày nay á,
mình spa đóng cửa hết thì bắt buộc mình phải xử lý tại nhà thôi. Mình làm nhiều lần, lần thứ nhất mình giải quyết 50%, lần thứ hai mình giải quyết nốt còn lại, có thể là 2-3 lần. Còn nếu mà đi spa thì đương nhiên là họ lấy, thứ nhất là kỹ thuật tay nghề của họ cao hơn, họ lấy một lần nó đã giảm đến 80-90% rồi. Nhưng mà mình làm tại nhà thì chấp nhận mình lấy nhiều lần. Nhưng mà một cái lưu ý nữa là bạn đừng có cố. Khi mà bạn cố, bạn lấy, bạn nặng lên một cái chỗ đó mà bạn ấn một lần hai lần nó không ra thì thôi, để lần sau mình tiếp tục mình xử lý. Mình đừng có cố để mình làm cho nó tổn thương, nó be bét ra rồi nó chảy máu ra, là như vậy nó không có tốt ha. Cho nên là mình lấy á, theo cái sự chịu đựng của mình, và cái nào nó khó thì cứ từ từ, theo thời gian bạn bôi một số cái hoạt chất mà sau đây Duyên hướng dẫn á, thì nó sẽ tự động nó sẽ đẩy cái nhân mụn lên. Và sau khi bạn lấy xong rồi, bạn nhớ là mình sẽ sử dụng kháng sinh, có thể là cồn 90-60 độ á, cồn 70 độ, bạn lau qua để làm sao để nó không có làm cho vi khuẩn mụn lây lan ra những cái vùng da khác. Và sau khi bạn dùng cồn 70 độ xong thì bạn sẽ bôi cho Duyên một cái hoạt chất, đó là salicylic acid, nó là thuộc nhóm BHA ha. BHA hay còn gọi là gì? Hay còn gọi là beta hydroxylic acid đó. Đó, beta hydroxylic, thì đối với cái hoạt chất salicylic acid này, nó chiết xuất từ cái cây dương liễu cho nên nó an toàn cho mình. Bạn chọn nồng độ từ 2% đi. Sau khi bạn lấy xong, bạn thoa cái đó. Và tại sao mình phải thoa cái hoạt chất này? Bởi vì cái hoạt chất này á, khi mà là cái lỗ chân lông của bạn được khai thông xong, thì cái hoạt chất này nó sẽ len lỏi vô bên trong cái lỗ chân lông, nó làm sạch cái cổ chân lông, nó tránh hiện tượng tắc nghẽn nè. Thứ hai, nó loại bỏ cái tế bào chết gây nhân mụn này ha. Thứ ba, nó kiểm soát được cái dầu nhờn tiết ra. Đấy, đây là cái lợi ích, và nó giải quyết triệt để cái gốc của cái vấn đề mụn luôn. Cho nên nếu mà bạn sử dụng, bạn lấy xong bạn dùng cái này thì mụn của bạn cũng không có cái tình trạng lây lan đâu. Và lưu ý rằng là cho dù da gì mình cũng nên cung cấp ẩm cho da. Và một cái sản phẩm nữa, một cái hoạt chất nữa mà Duyên muốn đề nghị bạn sử dụng, đó là retinol. Bởi vì sao? Retinol khi mà bạn sử dụng vào ban đêm đối với những người có làn da dầu và mụn á, thì thứ nhất là nó sẽ kiểm soát bớt cái dầu thừa tiết ra. Thứ hai nữa là nó ngăn cản bớt cái sự bít tắc nang lông cho bạn. Và lúc này nếu bạn đi song sinh hai cái sản phẩm này, Duyên đảm bảo rằng là da bạn sẽ không bao giờ bị tái mụn nhiều như thế này. Có thể lâu lâu nó sẽ lên một vài cái thôi, một hai cái thôi, nhưng mà nó không bao giờ nó lên nhiều như thế này, mà nó kiểm soát rất là tốt. Bởi vì cái gốc rễ của vấn đề, như là bã nhờn, như là tế bào chết, như là bụi bẩn, bạn đã xử lý xong rồi thì không có lý do gì da bạn nó sẽ bị tái mụn cả. Trừ khi mà bạn uống những cái loại thuốc mà nó gây nóng gan, nóng thận thì Duyên không nói nha. Cho nên rằng là mình biết cách chọn đúng sản phẩm ít thôi, nhưng mà nó đảm bảo mang lại hiệu quả và an toàn cho da mình. Nó là một cái điều tiên quyết, nó giúp bạn giải quyết được cái vấn đề da của mình. Và nếu bạn nào đang gặp những cái vấn đề gì về mụn á, bạn có thể đặt những cái câu hỏi ở bên dưới phần bình luận, thì bộ phận hỗ trợ Mỹ Duyên sẽ tư vấn cho các bạn, để giúp cho các bạn có thể giải quyết tất cả những vấn đề về da tại nhà nha, một cách đơn giản nè, an toàn cho da bạn nè. Nhưng mà lưu ý rằng là bạn nhớ đăng ký kênh này, để những cái video hướng dẫn làm đẹp sau này Duyên đăng lên thì các bạn cùng vào xem với Mỹ Duyên nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Bye bye mọi người. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.